Thì những cái cụ trụ sở công ty lớn mà đặt ở những vị trí như này thì nó đương nhiên nó ảnh hưởng đến giao thông rồi. Mà giao thông nó chính là mạch dẫn khí cho công ty. Đường khí càng nhỏ càng bị tắc thì công ty làm sao mà được bơm máu đúng không ạ? Năng lượng nó không được bơm thì cái cơ thể đó làm sao mà sống được, làm sao mà vượng được, làm sao mà phát được. Đấy. Thì những cái vị trí mà bế tắc ấy, thì nó liên quan đến dòng tiền, nó liên quan đến nhân sự, thậm chí nó liên quan đến cả đơn hàng nữa. Xin kính chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ vấn đề liên quan đến thiếu đơn hàng. Thiếu đơn hàng của doanh nghiệp thì đôi khi nó lại là do cái vị trí trụ sở nó làm kìm hãm cái sự phát triển của công ty nhé. Thì có một số những cái vị trí mà theo tôi ấy, công ty mà muốn ăn nên làm ra thì không nên tọa lạc tại những cái vị trí như thế này. Thì đầu tiên nó là số 1, nó là công ty nằm ở những vị trí mà khu vực nó hoang vắng, dân cư thưa thớt, tức là những cái khu vực mà trụng giữa trung tâm thì đương nhiên là phố xá tấp nập thì kinh doanh nó dễ dàng hơn thôi. Và thường những cái vị trí mà tôi đang đề cập đến là những cái vị trí mà đôi khi là do cái điều kiện kinh tế ấy. Thì thông thường những cái công ty là mới mở ấy, tiềm lực nó chưa phải là lớn ấy, thì thông thường có xu hướng là thuê những cái địa bàn ven ven, hoặc là thuê những cái nơi vắng vẻ. Thì những cái khu vực này xa xôi biệt lập, dân cư nó chưa chưa về, thành ra rất khó kiểm soát về mặt an ninh, và đồng thời là cái trường nhân khí nó kém. Những công việc mà phải tiếp khách nhiều ở trụ sở ấy, thì không nên chọn những cái vị trí heo hút, quá xa trung tâm. Ở vị trí này thì về mặt dương khí là kém, âm không đủ vượng để mà sinh ra dương, thành ra là những cái khu vực này là những cái vị mà muốn, hoặc là những cái giám đốc công ty muốn chuyển đến những cái địa bàn này, hoặc là muốn đặt trụ sở địa bàn này, thì thường là họ ở những cái giai đoạn rất là sơ khai, họ chưa tích đủ mối quan hệ đó. Tức là nền tảng người ta chưa được sâu dày thì hay tổ chức tại những cái địa bàn này. Thì đương nhiên rồi, thì là những cái khu vực như này thì nó sẽ không được tốt, nhất là những cái người mà hay có những cái sự giao tiếp, hay có sự làm việc với khách hàng, hoặc là đặt ký ốt thì nó chỉ mà mang những cái mặt hàng nào đó mà nó đơn giản, nó rẻ tiền thôi, còn gặp còn để phục vụ những cái khách mà sang trọng tầm cỡ thì rất là khó để mà đạt được những cái tiêu chí này nhá. Thì đấy là liên quan đến thứ nhất là những cái về khu vực vị trí mà nó hoang vắng hoặc là thưa thớt. Ngoài ra một thứ là nữa là khi mà đặt ở những cái khu vực này thì về mặt thương hiệu của quý vị nó cũng không đánh giá được về mặt level quá cao đó. Tiếp theo, cùng ở một cái vị trí mà nó mang tính hoang vắng thì rất là kiêng những cái trụ sở, những cái công ty mà đặt ở gần nghĩa địa này, ở đinh ở chua đúng không ạ? Chúng ta biết là khu vực mà này là khu vực mà tích lũy nhiều cái vấn đề liên quan âm khí và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cũng như là tâm lý của nhân viên, và nó cũng làm cho công việc kinh doanh nó cũng dễ là đình trệ. Tất nhiên ở một cái góc nhìn mà phong thủy ấy, thì chúng ta cũng phải cân bằng giữa âm và dương. Đôi khi đình chùa miếu mạo mà đặt ở trong trung tâm thành phố ấy, trung tâm thành phố thì nó có đặc điểm gì là dương khí nó vượng đúng không ạ? Cái âm khí ở đình ở chùa ấy, thì khi mà đặt ở trong bầu không khí mà dương khí nó vượng thì đôi khi là cái âm khí của đình chùa nó cũng bị lấn lướt. Và chúng ta thấy là ví dụ ở Hà Nội có một số khu phố nó mặc dù là đền chùa nhà hát lớn chẳng hạn đúng không, hoặc là chùa Bà Đá chẳng hạn, ở cái khu vực phố nhà thờ ấy. Nhưng mà chúng ta thấy là kinh doanh hàng hóa hàng quán trên đó thì coi như là tấp nập rộn ràng, xe cộ đi lại như mắc cửi đó, thì không phải là lúc nào cái lý thuyết là công ty mà gần đình chùa là cứ đi đâu, thì nó cũng có ở trong một vài những cái trường hợp thôi. Chúng ta thấy là gần chùa Quán Sứ ấy, thì tập chung là những cái ngành nghề nó bán về mặt hàng liên quan đến tâm linh đấy, đồ thờ cúng rồi kinh kệ, những cái gì mà phục vụ cho văn hóa Phật giáo thì nó lại phát triển đúng không ạ? Nhưng mà có khi là chúng ta mà đặt những cái quán bar ở đấy thì nó lại không hợp lý đúng không ạ? Vì là nó làm cho nó ảnh hưởng đến cái sự tôn nghiêm thần Phật, người ta về mặt tâm linh là người ta không không thích, thì cũng rất là dễ ảnh hưởng đấy nha quý vị nhá. Điều thứ ba là tôi lưu ý
là một số những công ty hoặc là cửa hàng mà đặt gần trụ sở cơ quan công quyền hoặc là công an hoặc là tòa án. Đấy. Chúng ta đi làm ăn kinh doanh buôn bán mà, thì đôi khi là trong cái việc mà làm ăn buôn bán thì đôi khi là nó cũng có những cái sự mà linh động. Đấy. Đôi khi là luật thì nó là một chuyện, nhưng mà chúng ta cũng đôi khi là chúng ta lách chỗ nọ lựa chỗ kia để mà ra được cái doanh số nó tốt hơn. Thành ra là câu chuyện mà cứ đối diện với công quyền, thì công an, thì hoặc tòa án, những cái nơi mà cái sát khí nó đang nặng ấy, thì nó cũng là một trong những cái mà nó ảnh hưởng đến cái doanh thu của quý vị đấy. Tất nhiên là cái gì nó có tính hai mặt. Đấy, ví dụ có những cái công ty, nếu mà công ty quý vị làm về luật chẳng hạn, đấy, thì đối diện với những cái cơ quan công quyền, tòa án, các cái thứ đó thì nó lại rất là hợp lý, bởi vì là chúng ta lại liên hệ, đúng không ạ? Chúng ta công tác rồi chúng ta quan hệ phối hợp với nhau nó rất là hợp lý, đúng không ạ? Một cái văn phòng công chứng mà nó gần công an, tòa án thì đâu có vấn đề gì đâu, đúng không ạ? Hoặc là một trong những cái mà tôi cực kỳ cần phải lưu ý cho quý vị đó là gì? Một trường hợp nữa đó là cái vị trí mà nằm ở khu vực có môi trường ô nhiễm, ví dụ như là sông đen này, bãi rác này, nhà máy xả thải này, nhiều khói bụi hoặc là tiếng ồn, thì điều đầu tiên là nó ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nhân viên và nó dễ nảy sinh tâm lý làm ăn cái kiểu bất chính hoặc là vi phạm pháp luật. Tất nhiên là cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Đấy, ví dụ như là cách đây khoảng 10 năm ấy, cái sông Tô Lịch ấy, nó cũng rất là đen ngòm ở phía những cái đường làng ấy. 10 hoặc là 15, 20 năm trước thì nó cũng rất là đen nghịt. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy là nó cũng sáng sủa hơn rồi, hoặc là cái sông Kim Ngưu bây giờ thì nó cũng sáng sủa hết lên rồi. Hồi xưa mà nó đen ngòm thì nó cũng phù hợp với một số những cái lĩnh vực mà quý vị cứ để ý nhé. Ví dụ nhé, là cho vay nặng lãi, tiệm cầm đồ, đấy. Hoặc là những cái dạng thức mà cắt tóc lại gội đầu nó không được trong sáng lắm, thì những cái tiệm đấy nó lại vẫn cứ kinh doanh được. Những cái người mà làm ăn nó hơi kiểu xã hội, nó không phải xã hội đỏ nữa, mà sẽ liên quan đến xã hội hơi thấp thấp tí nữa, thì khi lại sống ở đấy nó lại tốt, thì nó lại tập trung những cái dạng thức người như thế mà nó vẫn hoạt động không đến nỗi tệ nha quý vị nhé. Rồi mà một trong những tiêu chí nữa mà khi mà đặt văn phòng, khi mà đặt công xưởng, khi mà đặt nhà máy vào những cái nơi này là đều không tốt, đó là những cái khu vực đường xá nhỏ hẹp này, hoặc là thường xuyên bị ùn tắc nhá. Thì những cái cụ trụ sở công ty lớn mà đặt ở những vị trí này thì nó đương nhiên nó ảnh hưởng đến giao thông rồi. Mà giao thông nó chính là mạch dẫn khí cho công ty. Đường khí càng nhỏ càng bị tắc thì công ty làm sao mà được bơm máu, đúng không ạ? Năng lượng nó không được bơm thì cái cơ thể đó làm sao mà sống được, làm sao mà vượng được, làm sao mà phát được. Đấy. Thì những cái vị trí mà bế tắc ấy, thì nó liên quan đến dòng tiền, nó liên quan đến nhân sự, thậm chí nó liên quan đến cả đơn hàng nữa, đúng không ạ? Quý vị có gọi điện, quý vị có alo người ta nghe, nhưng mà vì một lý do nào đấy tự nhiên là ông đấy ông không ký với bạn, mà lại ông ký với cái thằng B nữa, một cái doanh nghiệp mà cái thằng đấy về mặt phong thủy nó đôi khi nó tốt hơn của bạn đấy. Thì vừa rồi là tôi liệt kê một số những cái vị trí mà rất là bất lợi đối với doanh nghiệp, đối với công ty. Những cái vị trí đó thì khả năng mà chốt được đơn hàng rất là kém, thành ra là thiếu đơn hàng cũng là một cái lý do như vậy nhá. Thì vừa rồi là những cái phần chia sẻ của tôi. Thì nếu mà quý vị nào thấy hay thì nhớ like kênh, nhớ share và nhớ đặc biệt là subscribe kênh, và đặc biệt là ấn vào cái nút chuông ấy, nhận ngay những cái chia sẻ mới nhất của tôi. Tới đây thì tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.